giáo sư bác sĩ Murat, người được các tạp chí danh tiếng như Elle, Vogue gọi với danh hiệu như thiên tài thẩm mỹ, cha đẻ ngành chăm sóc da bên trong và là nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Murat, dòng mỹ phẩm đặc trị xử lý các vấn đề về da. Với hơn 30 năm nghiên cứu và kinh nghiệm chữa trị hơn 50.000 bệnh nhân, bác sĩ Murat đã phát minh công thức kết hợp điều trị bên trong và bên ngoài, giúp chữa trị các vấn đề về da nám và lão hóa tận gốc. Không chỉ cải thiện các dấu hiệu trên bề mặt như những dòng sản phẩm hiện có trên thị trường, mà còn chỉnh sửa và cải thiện ngay từ bên trong. Thực ra trên thị trường, sản phẩm để mà làm cho spa, hỗ trợ cho spa đó, thì là hoàn toàn những sản phẩm chỉ là thoa bên ngoài và điều trị bên ngoài. Và sau khi tìm hiểu về sản phẩm của bác sĩ Murat sau 2 năm, thì tôi cảm thấy là sản phẩm của bác sĩ Murat là có hỗ trợ về cả bên trong nữa. Và theo phương châm của bác sĩ Murat là khi chúng ta khỏe thì chúng ta có một làn da đẹp. Cho nên khi muốn khỏe chúng ta phải kết hợp với những sản phẩm hỗ trợ từ bên trong cho làn da, đấy là sản phẩm làm đẹp từ bên trong. Và khi đã nghiên cứu sau 2 năm, tôi đã quyết định đưa sản phẩm Murat về cho spa của mình. Sau hơn 50 năm làm việc trong chuyên ngành da liễu và với thành công của công trình nghiên cứu khoa học tế bào nước, bác sĩ Murat đã luôn chia sẻ những thông tin mới và đưa ra lời khuyên bổ ích về việc chăm sóc sức khỏe, chăm sóc da. Tập trung nhấn mạnh vào việc ăn nước giúp cơ thể trẻ đẹp hơn bằng những phương pháp tự nhiên như bổ sung nước và các khoáng chất, vitamin có trong thực phẩm hàng ngày như rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt, protein và chất béo từ các loại thịt, cá, đậu. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, không phải ai cũng có thể thực hiện được đầy đủ và chặt chẽ về chế độ dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Để giải bài toán khó về dinh dưỡng hàng ngày, bác sĩ Murat đã giúp chúng ta giải quyết bài toán dinh dưỡng đi đôi với thẩm mỹ và là người đầu tiên phát minh ra viên uống nâng cấp sức khỏe làn da từ bên trong. Thực sự đối với sản phẩm Murat, nó rất là khác biệt so với những dòng sản phẩm khác trên thị trường hiện tại. Tại vì chúng ta thấy rằng ở những sản phẩm hiện tại là chủ yếu là thoa ngoài da hoặc là trị liệu một cái triệu chứng của một vấn đề. Ví dụ như thấy là khi mình bị mụn đó là mình chỉ lo là trị cái mụn bên ngoài da thôi, nhưng mình ít khi quan tâm rằng là cái gốc, cái lõi của nó là như thế nào. Thì đối với Murat thì tôi thấy rất là hay là ông bác sĩ Murat có một câu là chăm sóc da là chăm sóc sức khỏe, và tôi cũng đã áp dụng theo phương pháp này. Thì mình thấy được rằng là nếu như thực sự mình có một sức khỏe tốt á thì tự nhiên là da mình rất là đẹp. Murat cũng ra mắt bộ sản phẩm mới làn da trắng sứ White Brilliance với công dụng không chỉ làm trắng sáng da mà còn làm mượt mịn bề mặt da với phức hợp kép hai thành phần Hexin Resorcinol và Hexapeptide 2, mang lại kết quả làn da trắng sứ trong trẻo và rạng rỡ. Thị trường bây giờ thì có rất nhiều các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng nhập khẩu về Việt Nam, nhưng trên cái sự lựa chọn thì mình cũng đã test và mình cũng đã cân nhắc rất là kỹ. Sản phẩm Murat là một trong những cái sản phẩm chất lượng. Vì sao nó chất lượng? Nó là cái đem đến cho cái sự an toàn cho người sử dụng. Ngoài chất lượng da, nó còn đi đôi với cái an toàn và một cái hệ thống điều trị da và chăm sóc da, có một cái hệ thống viên uống từ bên trong giúp cho mình trong cái quá trình tư vấn cũng như là điều trị cho khách hàng một cách nó sâu hơn nhất. Hệ thống sản phẩm làn da trắng sứ của Murat rất phù hợp cho các vấn đề về da như da nám, sạm màu, da tông màu không đều, da xỉn màu bởi ô nhiễm môi trường, da sạm màu do căng thẳng. Hiện nay, các sản phẩm Murat được tư vấn và bán hàng qua hệ thống đại lý Murat trên toàn quốc.